Em chào các bác nhé. Em lại giới thiệu tiếp một con máy cạo râu của Panasonic ES-ST2P màu đỏ đen này. Cực đẹp luôn. Máy thì còn đầy đủ hết nhé. Đây là cái nắp chụp nhựa bảo vệ. Đó, tách hướng sử dụng này. Sạc này. Chổi vệ sinh máy và dầu tra máy này. Cục sạc thì các bác cắm cho điện 220V thoải mái nhé. Chiếc này sản xuất năm 2017 này. Made in Japan. Đó, máy còn cực đẹp luôn. Rất là êm. Cái này để cắt râu dài này, nó như một cái tăng đơ bé. Con này thì nó sẽ có 3 lưỡi. Hai lưỡi cạo râu ngắn và một cái ở giữa này cũng để cắt râu dài luôn. Đó. Các cái lưỡi với cái này rất là bền nhé. Đồ thì con này bán rất là sẵn. Pin thì các bác yên tâm đi, chạy vô tư luôn. Còn các bác dùng 7, 8 năm, 10 năm sau mà cần thay pin thì pin nó có hơn 200.000 thôi, pin chính hãng. 250.000 pin chính hãng. Đó. Sạc này cũng bán sẵn luôn này. Sạc này nó hơi đắt tí, sạc này nó hơn 300. Nói chung là cái máy đắt tiền thì cái gì nó cũng đắt. Một cái màng này, cái màng ba lưỡi này, nó bán thì đâu đây cũng khoảng tầm độ 500. Dao thì cũng khoảng 300. Nhưng mà những cái đấy rất ít khi phải thay nhá, gần như không phải thay. Có mỗi cái màng này. Các bác mà va quẹt đập vào đâu nó bị rách, nó hỏng ấy, thì mới phải thay thôi. Mấy cái loại này thì bọn Nhật thì dùng bền cực kỳ luôn. À, cái này là gạt xuống để khi mà mình gạt xuống như thế này này thì cái râu bên trong sẽ rơi ra, đun lên nó không rơi ra. Đó. Đẹp dã man luôn. Một tay đấy, hơi khó lắp cái này vào. Nó có các cái lẫy của nó ấy. Ok các bác nha.